Thanh An xin kính chào quý vị, lời chào trân trọng nhất ạ. Và để tiếp sau đây, Thanh An sẽ gửi tặng đến quý vị một vài giọng cổ của Hòa Thượng Thích Minh Giới được mang tên Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh. Xin mời quý vị thưởng thức. Tiếng chuông mò rền chợt tinh cơn mê, xin Phật tổ chứng minh giờ sám hối. Lần tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối bỗng lần lần lắng dịu. Bài nữa phải không quý vị? Xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã thương mến mà tặng cho những người nghệ sĩ của chúng tôi mà khi hát ở trên sân khấu xong rồi mà quý vị thưởng cho những tràng pháo tay, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ và ca sĩ của chúng tôi.